và chúng ta thấy là tình hình á thì đây là cái thống kê. Cái thống kê này đó là được chia sẻ của tuần này từ Conscious. Thống kê này là ngày 20 tây, có nghĩa là được chia sẻ ngày hôm qua. Thì đây là thống kê tính tới cái ngày 17 tây tháng 9, có nghĩa là tuần vừa rồi khi mà chúng ta đã chứng kiến cái sự đi xuống giá mạnh 10.000 đô trong khoảng thời gian ngắn đó thì lúc đó những nhà đầu tư lớn họ có lo sợ hay là không Đây là cái thống kê số tiền ra vào và ra vào những đồng nào đến từ những thứ đầu tư mà chúng ta thường hay nói đến hàng tuần Như là những công ty như là Drayscale, Conshares, XBT, Concept Physical, 3iQ, 21Shares, Purpose, ETC Group, Bitwise Thì tổng cộng các bạn thấy là tuần vừa rồi đó mặc dù là giá cái Bitcoin đi xuống đột ngột Mọi người lo lắng đột ngột thời điểm đó nhưng mà chúng ta vẫn thấy là những cái quỹ đầu tư này đó họ đã có thêm 41,6 triệu đô la nạp vào và chúng ta thấy được là cái số tiền này nạp vào những đồng nào? đó chính là chúng ta thấy là họ nạp vào đồng bitcoin là nhiều nhất 15,3 triệu đô la. chúng ta thấy được là kế đó là ethereum 6,6 triệu, kế đó nữa là solana 4,8 triệu vẫn là một chuyên đồng mà được quan tâm đến từ những thứ đầu tư mặc dù là tuần nhiều rồi giá cả vẫn cao. chúng ta thấy là kế tiếp là multi asset có nghĩa là một cái quỹ đầu tư hỗn hợp có nhiều đồng trong đó. Kế tiếp là Ripple 2,8 triệu đô la Tôi sẽ nói thêm về Ripple một lát nữa Kế đó là Polkadot Kế đó là Litecoin 2,7 triệu Polkadot là 2,3 triệu và Cardano là 1,9 triệu. Đây là những cái đồng mà được quan tâm đến từ những cái tổ chức đầu tư mà tôi muốn mang đến cho các bạn. Và đây là cái tuần thứ năm liên tục chúng ta thấy tiền đổ vào thị trường này. Có thể là bạn lo sợ nhưng mà những quý đầu tư này vẫn tiếp tục nhận được thêm tiền đến từ những cái người đầu tư. Và hôm nay chúng ta cũng có thông tin đó là từ ngày 7 tây cho đến bây giờ có nghĩa là chúng ta thấy là cái lúc mà quốc gia El Salvador đã công nhận Bitcoin là tiền tại hợp pháp đó thì cho đến bây giờ đã có khoảng chừng là 25% dân số, 1,6 triệu dân. Đây là một cái quốc gia nhỏ thôi chỉ có 6,5 triệu dân nhưng mà 1,6 triệu dân ở nước El Salvador đã tải và sử dụng cái ví Silver của nước El Salvador thì mỗi người mà tải thì sẽ nhận được là 30 đô la và các bạn thấy được trong thời gian ngắn thôi đã có 25% dân số một quốc gia, tuy là một quốc gia nhỏ nhưng mà các bạn thấy được đây là cái hướng thôi. Mới đầu là quốc gia nhỏ quan tâm đến Bitcoin, sau này là quốc gia lớn sẽ quan tâm đến Bitcoin Thì nếu như các bạn hỏi thường một năm trước đây thôi là trong vòng một năm thôi chúng ta sẽ thấy là có một quốc gia nhỏ ở Trung Mỹ Có tổng cộng là 25% người dân của quốc gia đó là biết đến tải ví Bitcoin và sử dụng Bitcoin Thì thường sẽ không tin và các bạn thấy được là điều này đến quá nhanh đây là cái thông tin liên quan tới Bitcoin thường muốn chia sẻ với các bạn Mặc dù tình hình giá cả không ổn nhưng mà cái sự tiến tới của thị trường này vẫn còn đang ở trước mắt chúng ta Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói về thông tin tương tự Nhưng mà liên quan tới Ethereum đi thì các bạn thấy được là cũng tương tự như là Bitcoin hai ngày qua Chúng ta vẫn tiếp tục thấy có hơn Ether nạp vào so với lại rút ra Thì cái số lượng này có đáng kể hay không thì cũng giống như Bitcoin mà thôi Cái số lượng tăng thêm này đó thật sự là cũng không có gì gọi là quá bất thường có tăng thêm nhưng mà chúng ta cũng tiếp tục đừng quên cái tình hình chung của Ether là cái số lượng Ether rời khỏi sàn trong vòng một năm qua vẫn tiếp tục và tiếp tục diễn ra và đây cũng là một những điều mình thường đã chia sẻ với các bạn rất là lâu rồi mỗi lần thường chia sẻ đó thì nhiều bạn đã nói là thường cứ nói là có nhiều đồng rút ra hay là nạp vào nhưng mà lại thấy giá đi xuống các bạn thấy được là lúc nào cũng sẽ có cái sự chi hoãn chứ không phải là sẽ có ngay lập tức như là chúng ta nói từ hồi tháng 8 cho đến mãi tháng 11 thì giá mới có sự đột phá. Lúc đó thì mới có nhiều bài viết nói về là cái lý do tại sao mà cái giá y tờ tăng mạnh tại vì trên sàn không có nhiều y tờ nữa, nhưng mà chúng ta đã biết tới mấy tháng trước đó rồi, lúc nào cũng có sự trì hoãn Cũng giống như khi chúng ta nói tới Bitcoin hạ bình mỗi 4 năm một lần thì sau khi Bitcoin halving rồi thì thường là 6 tháng sau chúng ta mới thấy cái sự bùng nổ của giá cả và lúc đó cũng vậy thường chia sẻ về Bitcoin halving thì sau ngày Bitcoin halving một hai ngày thì nhiều bạn đã hỏi là Bitcoin đã halving rồi tại sao không thấy giá tăng thì thường đã từng chia sẻ với các bạn lúc nào cũng có cái sự trì hoãn không có gì là ngay lập tức hết đó. đây là những cái nền tảng để sẵn ở đó khi mà cái nguồn cầu bùng nổ thì giá sẽ bùng nổ theo nguồn cầu tại vì cái nguồn cung đã giảm dần 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 mà ít người nào để ý đến nhưng mà thường thì thường muốn các bạn để ý đến đây là cái tình hình cho những bài nào mà đầu tư dài hạn để thấy được cái xu hướng chung là như thế nào bitcoin và ether dài hạn vẫn tiếp tục và tiếp tục được rút ra chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới sec đi thì có một cái thông tin ngày hôm nay và thông tin này vẫn chưa được xác nhận nhưng mà cái người mà phân tích cấp cao của Bloomberg đó chính là Mike McClone thì Mike McClone nói đó là tiếp tục thấy là giá Bitcoin sẽ lên tới 100.000 đô và Mike McClone có lòng tin là sẽ có Bitcoin ETF trong tháng 10 này đương nhiên đây là cái sự nhận định của Mike McClone mà thôi chứ không có phải là chúng ta đã nhận được bất cứ một thông tin nào chắc chắn nhưng mà có một số điều bây giờ đang xảy ra đó chính là ngày hôm nay đó chúng ta lại thấy được cái thông tin là có thêm ba công ty nữa đã nạp đơn để có thể có được ETF có Bitcoin ETF có crypto ETF ba công ty đó là ba công ty gì đó chính là công ty Amplify công ty Invesco và công ty Galaxy Digital thì chúng ta thấy được là công ty Invesco và Galaxy đó thì họ nạp đơn để có được một cái Bitcoin ETF mà có Bitcoin thật sự thì các bạn thấy được là một trong những điều mà thú vị ở đây đó đó chính là công ty Fidelity gần đây đã có một cuộc họp riêng với lại ban quản lý của Hoa Kỳ đó chính là SEC và trong cuộc họp đó đó thì công ty Fidelity nói là họ không muốn có một Bitcoin ETF dựa vào cái hợp đồng tương lai của sàn CME có nghĩa là các bạn đã nhớ là chủ tịch của SEC nói là sẽ cho một Bitcoin ETF nhưng mà có thể là sẽ bắt đầu từ cái Bitcoin ETF dựa theo hợp đồng của sàn CME chứ không phải là Bitcoin ETF của Bitcoin thật sự. Nhưng mà Fidel thì lại không muốn như vậy và thậm chí các bạn thấy được là bây giờ Invesco và Galaxy mặc dù đã nghe cái sự phát biểu của chủ tịch SEC nhưng mà bây giờ họ vẫn muốn có một cái ETF mà có Bitcoin thực sự Nhưng mà ngược lại thì công ty Amplify đó thì muốn có một cái ETF có nhiều đồng trong đó hơn Và có nhiều đồng liên quan tới DeFi Thì chúng ta thấy được đó một trong những điều mà thường nghĩ đến ngày hôm nay đó Tại sao mà chúng ta thấy được là trong cái khoảng thời gian qua mặc dù là giá cả đã có cái sự tiến triển tốt hơn như là các bạn thấy được là giá Bitcoin đi từ 29.000 lên tới 53.000 Thời điểm đó đó chúng ta nhìn vào cái đường màu vàng này đi, đây chính là Grayscale Premium nghĩa là cái sự khác biệt hiểu đơn giản là giá của giá của GBTC so với lại giá của Bitcoin đó, thì giá của GBTC cho thấy được là vẫn rẻ hơn và vẫn là trừ 16,67%. Tại sao như vậy? Thì thường là nghĩ ra một điều đó, đó chính là những tổ chức đầu tư đó trước đây họ thu mua GBTC tại vì họ không thể mua Bitcoin được Có nhiều bạn hỏi là tại sao lại nói như vậy trong khi chúng ta thấy được là công ty Square Công ty MicroStrategy, chúng ta có công ty Tesla đi mua Bitcoin và lưu trữ Thì tại sao thường lại cứ nói là những công ty này không mua Bitcoin được mà phải đi mua GBTC Lý do khác nhau đó là những công ty mà chúng ta mới nói tới là họ mua Bitcoin để lưu trữ trong ngân khố của họ Còn những công ty khác đó, giống như là các bạn là một công ty như là các bạn là Fidelity đi Các bạn có thể là mua Uh, GBTC và bán lại cho khách hàng của mình để mà kiếm lợi nhuận nhưng mà các bạn không thể mua Bitcoin để mà bán lại cho khách hàng của các bạn để kiếm lợi nhuận tại vì Bitcoin không phải là một chứng khoán các bạn không có thể làm điều đó hiện bây giờ theo luật của Hoa Kỳ các bạn chỉ có thể đi thu mua GBTC mà thôi điều khác biệt là nếu như các bạn mua với cái ý định là lưu trữ trong ngân sách cho bản thân của công ty thì các bạn có thể mua Bitcoin nhưng mà nếu như các bạn mua với cái ý định là các bạn bán lời để kiếm lời thì các bạn không thể mua Bitcoin, các bạn chỉ có thể mua GBTC mà thôi Nhưng mà cổ phần của GBTC đó thì không thể đổi ngược trở ra thành Bitcoin được Có nghĩa là các bạn sau khi mua rồi đó thì các bạn có thể bán cho người khác để mà kiếm lời Nếu như mà có lời Nhưng mà không thể đưa ngược trở lại cho công ty Rayscale Mà nói bây giờ chúng ta muốn lấy cái số lượng Bitcoin đó Nhưng mà ngược lại các bạn thấy được bây giờ chúng ta đã nghe nói tới công ty phải đeo đi nhiều công ty lớn khác Như là Uh, ờ, nhớ là Morgan Stanley Và chúng ta thường được ngày hôm nay lại có Amplify Invesco Họ đều muốn có cái gì? Họ đều muốn có một cái Bitcoin ETF Có Bitcoin thật sự Thì có thể là trong khoảng thời gian qua họ đã tích lũy Bitcoin từ từ Để làm gì để họ dùng cái số lượng Bitcoin đó sau này để mà phát hành Bitcoin ETF để mà kiếm lợi nhuận Cho nên có thể là họ không đi thu mua GBTC vì cái lý do đó Nếu như đó là sự thật đó, đây đương nhiên là cái chứng đoán của thường mà thôi không có bất cứ dẫn chứng nào cho thấy được đây là sự thật nhưng mà nếu như mà điều này là sự thật thì chúng ta sẽ thấy một bịch ETF sẽ có trong thời gian sớm đây là điều mình không muốn chia sẻ với các bạn nói tới đây đó thì chúng ta hãy chuyển qua để mà nói tới chủ tịch SEC Gary Gensler tại vì hôm nay đó ông ta lại có một cuộc phỏng vấn ở trên đài Washington Post thì cuộc phỏng vấn này đó dài khoảng chừng là 30 mấy phút mà thôi đã được chia sẻ ở trên Twitter tôi cũng đang dành thời gian để mà xem thì bài viết này cũng tóm tắt lại thật ra cũng không có gì gọi là mới mẻ Gary Gensler một lần nữa cũng lập đi lập lại những gì mà ông ta đã từng nói trước đây Thì rất rõ ràng bây giờ đó là Gary Gensler không thích gì Thứ nhất là ông ta không thích những đồng ổn định Điều này ai cũng biết rồi, ông ta vẫn cho đồng ổn định là chứng khoán Mặc dù là không có lý do gì cho là vậy nhưng mà chúng ta cũng đã biết lý do tại sao Tại vì đồng ổn định gợi kiếm lời thực sự là ảnh hưởng đến thị trường trái phiếu cũng như là ngân hàng Thứ nhì là ông ta không thích những cái sàn giao dịch mà không đăng ký với SEC có nghĩa là một sàn giao dịch thì có thể là hoạt động nhưng mà phải đăng ký với SEC và SEC đó có cái quyền lực là những đồng nào mà họ không thích thì họ có thể nói đó là một chứng khoán và phải loại bỏ trên sàn đó là điều mà Gary Johnson muốn đương nhiên ông ta không muốn tiêu diệt thị trường này nhưng mà ông ta chỉ muốn là đó là cái hoạt động mà Gary Johnson muốn và không có nói tới những đồng lớn như là Bitcoin hay là Ethereum một trong những điều mà thú vị đây đó là trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay đó ông ta nói là những cái tiền mà phát hành tư nhân đó, như là bitcoin hay là ether thì bây giờ đó ông ta thấy là trong thời gian dài hạn thì thực sự lịch sự cho thấy được là sẽ biến mất năm hay là sáu ngàn loại tiền khác nhau đều biến mất trước đây thì cái mà thuận muốn chia sẻ với các bạn đó là nếu như mà gieo ra suy nghĩ là bitcoin hay là ether hay là những đồng khác đó sẽ biến mất thì cần gì phải mất công để mà quản lý thị trường này nếu như nghĩ sẽ là một thị trường mà không tồn tại lâu dài thì nó sẽ tự biến mất mà thôi tuy nhiên đây là cái sự mâu thuẫn nếu như nghĩ như vậy thì đã không tốn thời gian để mà ra luật nhưng mà người ta lại muốn ra luật để mà quản lý thị trường này thì nói đơn giản hơn bitcoin ether những năm lớn hầu như là gieo cho sự không quan tâm đến nhưng mà rất quan tâm đến bây giờ là stable coin những năm ổn định và rất quan tâm đến những cái sàn giao dịch ở hoa kỳ hay là phục vụ người hoa kỳ là phải đăng ký với sec đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn thì nói đến đây đó lại thêm một thông tin nữa liên quan tới SEC và không gì khác hơn đó chính là cái vụ kiện giữa công ty Ripple và SEC. Thì SEC đó uh, ngày hôm nay đó đã có được một cái lợi thế đó chính là thẩm phán Sarah Nutburn. Thì Sarah Nutburn uh, đã không có nghiêng về phía công ty Ripple tại vì các bạn có nên nhớ là bên của công ty Ripple thì muốn SEC đưa ra tất cả những cái lịch sử giao dịch À, về chứng khoán của những cái người mà làm việc cho sec tại vì nói là nếu như mà sec cho phép những nhân viên của mình giao dịch xrp thì có nghĩa là xrp không phải là chứng khoán chứ nếu không là chứng khoán mà không có đăng ký thì đã không cho giao dịch nhưng mà cuối cùng thì thẩm phán đã nói là bây giờ công ty ripple chưa có đưa ra đủ những cái lập luận để cho sec có nghĩa là bang chứng khoán Hoa Kỳ giao ra tài liệu này liên quan đến những nhân viên của họ, tại vì họ có trách nhiệm là phải đảm bảo cái sự tư ẩn của nhân viên. Tuy nhân viên cần phải báo cáo là họ giao dịch những cái chứng khoán nào, nhưng mà đó là cái quyền tư ẩn của nhân viên, không thể nào mà giao nào cho một công ty như là Ripple được. Thì Ripple đã không có nhận được cái phần đó đến từ SEC, nhưng mà các bạn thấy được là trong một cái cuộc họp gần đây đó hồi tháng 8 thì bên SEC nói đó là đã có nhân viên là không được giao dịch đồng XRP từ năm 2019. Thì bây giờ đó công ty cũng biết là lý do tại sao mà SEC không cho nhân viên của mình giao dịch đồng XRP từ năm 2019. Nếu như mà XRP không phải là chứng khoán đó thì SEC cũng không cần phải quan tâm để mà duyệt làm gì. Nhưng mà nếu như mà XRP mà SEC cho là chứng khoán đó, thì lại tại sao lại không cho nhân viên của mình giao dịch bằng đồng XRP? thì uh, bây giờ đó cái phần này thì ít ra cái phần này thì uh, thẩm phán đã nói là SEC cần phải giao ra những cái thông tin liên quan đến cái việc này. nhưng mà còn cái việc mà công ty viết bộ muốn đòi hỏi SEC giao ra tất cả những cái lịch sử giao dịch của những nhân viên thì điều đó không khả thi ở thời điểm hiện tại. và đây là thông tin mới nhất liên quan tới cái vụ kiện giữa SEC và công ty Ripple Các bạn nghĩ sao? Thì gọi hãy comment ở bên dưới Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Và những người nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã thì cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin chính thức như là các bạn có thể tham gia vào Telegram, Facebook hay là Twitter các bạn có thể tham gia vào những cái mạng xã hội để có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất cũng như là những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuần capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin như là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn cũng có thể nhận được những cái bonus đến từ những sàn như là các bạn có tìm hiểu sàn sinh Moon XBT hay là các bạn có thể tìm hiểu uh, sàn Bybit và các bạn có thể bấm vào cái nút màu vàng trên màn hình để tìm hiểu về group tín hiệu chay miễn phí cũng như là các bạn có thể nhìn thấy được những cái bonus đến từ sàn Bybit, sàn MoonXBT cũng như là những bonus đến từ những sàn như là sàn Ascendex hay là sàn 5 Oil hay là sàn Fear Hub cũng như những mà nào mà sống ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những cái sàn như là sàn Coinbase hay là sàn Binance US đây là những cái sàn mà cho các bạn trade những cái altcoin nếu như các bạn sống ở Hoa Kỳ cũng như là những dịch vụ như là dịch vụ BlockFi, dịch vụ Lending có lãi hay là các bạn có thể tìm hiểu crypto khoan dịch vụ hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.